អូខេសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអំពីរបៀបដោនឡូតវីដេអូពី Facebook វីដេអូពី YouTube ដោយមិនចាំបាច់ចេះប្រែកអ្វីទាំងអស់ហើយក៏អត់ចាំបាច់ទៅមានកម្មវិធីជំនួយបន្ថែមដែរគឺយើងដោនឡូតទៅលើ Facebook ផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏ YouTube ផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំសូមបើកឲ្យមើលចូល Facebook មកខ្ញុំ scroll មើលវីដេអូណាមួយនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាវីដេអូនេះឃើញមានរូបសញ្ញាព្រួញយើងអាច download បានឃើញទេជាប្រភេទ SD ឬក៏ HD ក៏បានយើងអាច download អត់ទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ download មួយ HD មួយអូខេវា add to download ចូលនេះមកកន្លែងពី download នេះមក scroll នេះវាកំពុងធ្វើការ downloading ណាโอเคខ្ញុំសូមបង្ហាញវាដឹងថាអាច download បានចឹងមកតបមកទៀតសំបិតវិញបាញ YouTube ខ្ញុំមកទីហោ bot ឯងមួយចុះបាទបាននេះចុះអីផ្លេតបានខ្ញុំនៅតែវាអេរឬអីទេខ្ញុំធ្វើការ download តែម្ដង download នេះ ជាទំហំយើងអាចយកអាណាក៏បានយក720មកនេះវាធ្វើការ downloadសូមរងចាំតិចទៅចាំសូមលុបនេះចោលអស់ដើម្បីកុំឲ្យយើងងាយស្រួលមើលថាវាពិតជាបានដោនឡូតមែនឬមួយក៏អត់ហើយតិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញថា version ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ version មិនហើយអត់មានតាន់មាន side dia ចេះប្រែអីទាំងអស់โอเคจับมาញ៉ាំ play បិទវិញមកខ្ញុំសំបិទខ្ញុំនឹងបង្ហាញពី version ទូរស័ព្ទខ្ញុំចូលមក general about នេះ version 10.0 ជា version ចេញប្រាក់បានអត់មានកុហកអត់មានបន្លំអីទាំងអស់ទីនេះខ្ញុំ search side dia ឲ្យមើលទៀត side dia អត់មានណាតើទៅធ្វើម៉េចសំបង្ហាញសំចាំតិចនេះយើងសូមអានតិចណារបៀបរំលងកម្មវិធី YouTube Plus and Facebook Plus កម្មវិធី YouTube Plus and Facebook Plus នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតាំងពីមុនមកហើយហើយជាកម្មវិធីមួយដែលគេប្រើជា Twitch តាម Sidea ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នា download ជា app មួយដោយអត់មានប្រើជា Twitch អីទាំងអស់គឺជាកម្មវិធី Crack មួយនៅគេ Crack មកណាហើយខ្ញុំបានសិក្សាទៅក៏រកឃើញពីទីនេះហើយក៏ខ្ញុំយកមកតេស្តផ្ទាល់សម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះគឺវាដើរពិតមែនហើយនេះចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើការវាបានយើងចាំបាច់ត្រូវមានកុំព្យូទ័របន្ទាប់មកទៀតយើងអាច download កម្មវិធីចំនួន3ទី1ជាកម្មវិធី Impactor ទី2 YouTube សំទោស YouTube សរសេរខុស YouTube Plus និង Facebook Plus សូមចូល link ខាងក្រោម link ខ្ញុំនឹងដាក់តាម YouTube ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតាម link ខាងលើណាជួយអាច download បានអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញវាតាមរយៈ computer ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាឥឡូវខ្ញុំសូមលុបកម្មវិធីនេះចោល YouTube លុបចោល Facebook លុបចោលអូខេអ
Khiêm chưa tôi cần. Ok. Ní chỉ computer nè. Để xa cam tin nhóm bạn download hai rồi chỉ ra chạy. Ní chỉ cam thì. Nhóm cho vị trình một gram đó, đồng ý. Khiêm xong bạc về máu. Nhi, nhóm trâu đồng là impactor đi mùi máu. Đồng bạc click. Đi ra nhóm tờ làng rồi hai hai. Nhóm thua cả đọt USB đồ bỏ. Tụt dạp vào nhóm tốt cho mùi nâng computer. Xong rồi chẳng tích xin thức cả đó xong rồi chạy đây tha chăm bách computer dân thời tầm biến ai thú nằm bây giờ vì score ok nói nhưng thức cả đó đi đồ là hơi nè vì có khẳng định cho mình được ai thú xong bật listen. Ok, chúng tôi bắt cam tin đầu tiên. Mẹ xuất thay trăm bách tôi được sắp bao dưỡng công chữ tôi bao dưỡng thuật miền Internet. Ok, dưới ban bắt này mọi hỏi nhé. Đi, ok. Nhóm xô mở, ok, nhóm mở đi ở sân. Ok, giờ này ngay. Và tao tiếp nhóm trong install Facebook là chạp vì đã chơi đi máu. Cái này ní dương trâu vay Apple ID được bao giờ. Xong mà thì họ Apple ID vào nhóm. Đây chỉ Apple ID vào nhóm. Ok. Password chỉ password Apple ID vào dương. Ok. Xong rồi chăm mình tí tới vì nó thưa ca đầm làng cảm thi ni ao dương này. Khi nhóm thưa ca đầm làng vì ok mọi ok tiết. Nhóm thưa ca đầm làng vì tiền pi tiền mặt đầu hay rút chạm khi nhóm tẩy cho mùi nâng tự dạp bằng nhóm tức ở khả nìa. Nếu tức ở khả nìa mơ tới tạm đàn này mẹ tết nhỏ mình có họ có mình bọc prax phân bình này đấy. Bộ khi nhóm mình computer mũi hủy tức ở khả nhóm remote. Cứ nhóm mặt bàn trả tranh tần này. Nhóm remote computer nhóm tam là thêm dù vơ rồi còn nhóm thua tên để ngọc nê cái mơ tâm tiết nhóm nặng bật thêm dù vơ nâng hai bằng hành ngọc nêm nào tiền xong chăm tích đồ rồi hồ đồ viết đã complete xong chạy tha đi support group version tiếng ó từng version thamay thamay. Vì cập bộ thư ca sign in chỉ mùi nâng Apple ID vào dưỡng. Nhi chỉ channel của nhóm đi YouTube chỉ sống bắt đàn nét như ai chơi bán á nhỉ vì complete mua vậy nhóm sống bắt mà nhóm tâm lang mới tiếp và tâm lang YouTube đó thôi đi cái gì chứ. Nhi chỉ channel mà nhóm, nhi chỉ Facebook mà nhóm, nè.
Nick có chơi channel bao nhiêu mùi tiền đấy, không ai vui đi. Nick chỉ cần thạch bao nhiêu, ai tiện tôi bao nhiêu bàn á, miền bàn nhà cho ngon. Vừa tôi viện đa miền bàn nhà e rưỡi, ai cần tiện tôi nhóm bàn ở bàn nhà thì. Bên complex chui subscribe nhóm phong là mấy bạn tự tụ bạn bỏ mình thamay thamay có đôi chơi video thamay thamay tiết nữa. Ok, chết chó bấy. Complete. Bật. Rồi, cái chúng bật thêm chữ vừa này máu. Close. Ok, nhóm xong cho màu khăn đi khăn vĩnh. Khi mình cảm thấy Facebook lên YouTube ấy. Lỡ nhóm thưa cả tay bà cảm thấy này mà đào tiết ở nhà tự ngọt khăn mơ. Facebook. Ok, khi bị score đấy, YouTube, ad score. Nhưng tập 3 bị score, dù cho xịt thín. General. Và tổng mặt tiết accessibility. Oh, mẹ này. Đi khẳng khổ đi mà. Device management. Này, email nhóm đi. Trust, cam thi pi nâng màu. Ok, nhưng mà hồ vĩnh. Và tổng bị stress rồi dài dưỡng. Thưa cả bạn Facebook. Khuyên tình hình cao sau bản này. Khi nhóm viên ở Facebook bìa cao nhìn cho mùi xong mắt. Ok, alo. Nè, khi nhóm viên ở Vipply vậy. Chắc nhóm xong cho đi. Nè, vì miên là app B++ sự thiên nhóm cho nó mắt. Vì sao là dùng use app Messenger on. Dùng ảnh dù thích các bạn, dù các bạn. Ok. Nhưng tập 3 video nào mùi đã bị download nữa. Nhưng thì họ đi. Ok, video bốn pro và nhóm cận lại nhóm xong download. Giữ HD. Nhớ được rồi. Xong play. Ok, bây giờ ra chỉ video phết lại. Nhâm xong cho video này xem mình. Ok, cho tập page bỏ nhâm tầm đó. Để mình thử cái nó lớn. Nè. Đi cái bông nào lớn. Ok, play mà. Ok, nó chỉ là video mới đã ập rung khá. Ok, nhóm xong bật vành máu, nên chỉ video clay thế. Nhóm thật vừa ca mơ YouTube vành mặt hóng. Ok. Bật chọn thật vần rít. Download máu. Nên chỉ sai tầm hôm pixel vào viết, nhưng dù nào các bạn. Bên lên phải mất. Play. Oh, cái bông đoàn lộn ở toàn trọng.
Ok, chào, play. Ok. Ok, nếu chia video mới này chỉ nhóm cười là về ó hay miền là thảm với nhau trong nghiệp nhà từng ngọc kia nhóm có bàn lược của anh tập học này. Ok, ở con chờ nhé, chú ý subscribe không, ở con, bye bye.